không cần nhồi. Thì mình có 3 cup red flour, bột để làm bánh mì, hoặc là bột bánh mì đa dụng all purpose flour, 3 cup. Mình có 1 cup rưỡi nước ấm, 1 muỗng canh dầu ô liu, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột nổi instant rice yeast, nửa muỗng cà phê muối. Thì đây là tất cả các nguyên liệu để mình làm được một ổ bánh lớn hoặc hai ổ bánh nhỏ. Thì trước khi để được những cái bánh như thế này thì cách làm của mình rất là đơn giản. Tất cả các nguyên liệu này các bạn chỉ cần đổ trộn vào nhau, trộn đều, và mình sẽ ủ khoảng 8 đến 12 tiếng. Hay là bạn cũng có thể làm buổi chiều và đậy nó lại để qua đêm, thì sáng ra mình sẽ nướng cái bánh. Còn một điều mình nên lưu ý là khi mình trộn bột, mình nên để muối và men cách rời nhau, đừng để nó dính chung nhau trong khi trộn lại. Sau khi mình trộn tất cả nguyên liệu với nhau thì mình sẽ đem ủ bột mình đậy lại như thế này. Thì mình cái tô bột này mình đã ủ được 9 tiếng. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị rải bột ra cái khăn trải để mà chia bột để nướng một cái bánh lớn hoặc là hai cái bánh nhỏ như mình. Đây, để mình mở cái này ra cho các bạn xem. Thì tô bột này mình ủ 9 tiếng thì mình sẽ thấy bột nó nổi lên, có những cái bong bóng trên mặt, như vậy là nó đã đạt rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chia bột ra để nướng bánh nha. Sau đây mình sẽ chia tô bột này ra làm hai phần. Thì đây mình đã chia ra hai phần về do tròn viên bột lại. Mình lấy một cái miếng giấy nướng bánh bỏ vào cái tô và bỏ viên bột vào đây. Thì mình sẽ ủ hai viên bột này khoảng 10 đến 15 phút. Thì mình sẽ bỏ vào lò nướng nướng. Nhưng mà trong lúc mình làm những viên bột này thì mình sẽ mở lò nướng khoảng 450 độ. Và mình sẽ có hai cái son nướng được bằng lò nướng và bỏ vào đó cho nó nóng trước. Tại vì mình vừa làm vừa thâu nên những hình ảnh nó cũng không được liên tục thấy cách làm của mình như cách do bột tròn như thế này. Thì đây là hai viên bột mình đã do và đang ủ. Thì bây giờ mình chuẩn bị bỏ vào lò nướng nha. Một chiếc bánh mình đã bỏ vào trong son, và chiếc son này đã được làm nóng trước. Thì bây giờ mình sẽ đậy nắp bỏ vào lò. Đây còn một cái son nữa. Loại son này nó có thể nướng đến 450 độ hoặc 510 độ. Loại này được bỏ vào lò nướng. Thì bây giờ mình sẽ ngừng để bưng cái bánh này bỏ vào trong son. Trước khi bỏ vào lò nướng thì mình đã rạch trên mặt bánh hai đường giống như là dấu cộng để cho bánh được nở ra cho đẹp. Hai cái son này mình đã bỏ vào lò nướng, mình nướng khoảng 15 phút khi mình mở lò. Thì như vậy cái son nóng thì sẽ làm bánh mì nở tốt hơn. Các bạn cũng nhớ mang găng tay khi mà lấy son ra vô nhé, tại vì cái son nó sẽ rất là nóng. Đây, bánh đã vàng thì mình lấy ra sau 30 phút. Nhưng khi mình nướng đến khoảng 20 phút thì mình phải dỡ cái nắp son ra, như các bạn thấy đây không có nắp, để cho bánh nó vàng ở trên mặt.
thì đó là 10 phút sau bánh sẽ giúp cho vàng trên mặt. Đó là cái lò của mình. Thì tùy mỗi lò, bạn cũng có thể mở lò ra nhìn xem coi nó có đủ độ vàng không. Nếu mà 10 phút mà nó vẫn chưa vàng theo ý mình muốn thì mình cho thêm vài phút nữa. Thì đây, cái bánh này mình nướng đúng khoảng 30 phút theo cái lò của mình. Khi bạn lấy bánh ra thì nên để bánh trên một cái dĩ như thế này để cho bánh được nguội. Thì trên cái mặt bánh đó bạn thấy giống như bông hồng không? Mình thấy nó giống bông hồng nên mình kêu bánh hoa hồng, bánh bông hồng. Thì để được có cái hình dạng này thì bạn chỉ cần rạch hai đường trên mặt bánh như dấu cộng với nhau. Đó, thì cứ rạch réo, bạn cũng có thể rạch ngang cũng được. Thì bánh nguội rồi thì mình sẽ cắt lát và để dành ăn. Chúc các bạn ngon miệng và một ngày mới an lành.